xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Asian World Media với chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Để trở lại với chương trình thì Thùy Linh xin tiếp tục hỏi anh Vũ. Câu hỏi tiếp theo, nếu dồn hết tiền vào một cổ phiếu hay là chia ra làm nhiều cổ phiếu khác nhau thì lợi hại sẽ như thế nào thưa anh? Nếu mà nói cho công bằng đó, thưa quý vị, cái lợi hại nó cũng không có nhiều quá như mình tưởng tượng đâu. Không có nghĩa là quý vị rải hết ra thì nó chắc ăn hơn là dồn vô một cái. Tại sao? Tại vì Peter Lynch là một nhà number one trong Wall Street mà về đầu tư và pick stock. Peter Lynch đã viết một cuốn sách Once Upon Wall Street, vì nhớ cái cuốn sách đó. Dịch ra hầu như tất cả những thứ tiếng trên thế giới luôn, cả tiếng Việt Nam bây giờ cũng có cái cuốn sách đó đã được dịch ra. Thì Peter Lynch nói rất là đơn giản thôi. Nếu quý vị dồn hết tiền vô mua một cổ phiếu mà nó là happen to be IBM thì ngày hôm nay quý vị trở thành billionaire luôn. Nếu quý vị dồn hết tiền vô mua một cổ phiếu như là Apple Computer lúc mà nó 10 đồng thì ngày hôm nay quý vị cũng là billionaire luôn. Mà nếu mà quý vị rải hết ra trong một cái thời điểm như là 1929, rồi cái vì rải hết ra thì vì cũng vẫn sạt nghiệp như thường, tại vì thị trường nó collapse, tất cả đều đi xuống hết. Cho nên á, cái mà mình hedge against thị trường được, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái công cụ mà được chính phủ Mỹ cấp ra để mà làm một cái hệ thống hedging rất là hay, đó là cái hệ thống short sell. Quý vị biết rằng ở Mỹ này chỉ là một cái quốc gia đầu tiên cho phép short sell thôi, mà tôi không nghĩ, mấy năm trước tôi đã nghiên cứu là không thấy bất cứ một cái thế giới này, trên thế giới này, trong bất cứ một cái quốc gia nào mà dám cho đầu tư gia short sell stock. Short sell là đánh xuống đó quý vị, có nghĩa là hãy mà cổ phiếu nó xuống thì mình lời, tức là mình mượn cổ phiếu mình bán trước rồi mình mua lại. Chỉ có nước Mỹ làm điều đó thôi, tại vì họ biết rằng chỉ có cách đó mới thể giữ được cái thị trường. Tại sao mình mượn cổ phiếu mình bán, mình trước sau cũng phải mua lại thôi. Cho nên giống như là mình đem đạn mình để qua một bên, mình chuẩn bị để mình một cái đà mới mình bắn thôi. Nó đơn giản, tại vì trước sau cũng phải mua lại, tôi phải trả người ta. Cái đó là cái điều bình thường. Cho nên á, trong cái diversification mà dồn hết vô á và không dồn hết vô, theo tôi nghĩ vẫn là khoảng cỡ difference khoảng cỡ 15% maximum. Cho nên cái quan trọng là cái gì quý vị? Pick the right stock. Đi đúng hướng, đơn giản vậy thôi. Quý vị đi ngược hướng rồi, có diversify cũng banh luôn. Đúng không? Mình trend is your friend. Mà quý vị có đi ngược rồi, bây giờ quý vị rải hết ra cả cái Wall Street, bi cũng chết luôn. Thì có ai mà rải ra khá hơn là rải ra trong cái S&P 500? Thì cái gì? Nếu mà rải nhiều quá thì mình nhảy vô S&P 500 mình quất luôn cho rồi, đúng không? Mua S&P 500 thì ngồi đó mình cứ để cho thị trường nó làm ăn rồi mình lời. Mặc dù vậy nhưng mà nếu mà thị trường nó banh sát thì quý vị biết không, là cái S&P 500 nó cũng cho quý vị correction là cũng mất luôn, chứ đâu có ăn thua gì đâu. Cho nên mình thật sự ra trên nguyên tắc quân bình và công bình mà nói thì cái diversification nó cũng không có quan trọng cho bằng cái timing và trend của mình. Bây giờ quý vị mua bất động sản hay là bán bất động sản in the wrong time thì bây giờ có mua đúng nhiều rồi. Thật là nhiều, 10 căn nhà 10 city khác nhau, đúng rồi. Nó cũng chết, cũng rớt như thường, rớt như thường, nó cũng được như thường. Cho nên phải trong bất động sản phải hỏi những người cố vấn đặc biệt như là Tris để coi thử coi mặc dù thị trường nó đang cao, chúng ta có thể dùng cái công thức nào hoặc là cái cách nào để mà mình mua bất động sản mà nếu nó có đi ngược lại mình đi chăng nữa thì mình cũng không có mất nhiều quá. Thí dụ như là mua option cũng được, mua contract option cũng được. Contract nhớ quý vị không, vì nhớ rằng đất đai mình cũng có thể đầu tư bằng contract. Đó, thì contract đó là mình có quyền exercise cái right để mình mua cái miếng đất đó. Cho nên nhưng mà đừng cứ mua contract từ những cái tổ chức mà nó không có một cái quen biết gì hết. Quý vị hãy mua đúng cái tổ chức. Thí dụ như mua contract thì mua những cái big firm real estate đó, nó có cái thật sự nó có miếng đất nó để đó. Nên khi mà mình cần exercise thì có miếng đất đó bán cho mình. Chứ đi ra một cái tổ chức đâu đang thui thù lùi cái không biết gì hết. Mình không gì hết, rồi cái là lúc mà mình exercise contract nó không có grand deed nó đưa cho quý vị là xong luôn. Cái thay đồ không có là cũng chết luôn, phải không? Cho nên cái đó là cái rất là quan trọng trong vấn đề mà đầu tư. Cho nên mình rất rất là cẩn thận, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái quan trọng cũng là phải là mình pick the right timing. Timing is đúng everything. Timing is everything. Tristan Linh nói rất là đúng, timing is everything. Tristan có một cái kinh nghiệm về timing không? Về của bất động sản chia sẻ chút xíu hí ra. Vậy mình làm cách nào mà mình giống như là mình biết được cái timing nhỏ nhỏ để mà mình biết là khi nào mà mình hold back. Đương nhiên mình không short sell được trong real estate, nhưng mà mình hold back chút xíu, mình đợi cho nó soft, thị trường nó hơi soft chút xíu rồi mình mua, có thể theo mùa hay là như thế nào?
Cũng có thể là theo mùa, nhưng mà chúng ta phải follow cái trends. Rồi chúng ta phải để ý, tại vì trong real estate là có rất là nhiều những cái khía cạnh có thể ảnh hưởng tới real estate. Giống như là bây giờ là giống như tax reform cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất là mạnh. Rồi tiền lời, interest rate cũng đang trên đà đi lên. Vậy thì trong thời điểm này giá nhà cũng đang tăng, tiền lời cũng tăng luôn, và cái tax reform cũng đang chuẩn bị được điều chỉnh. Vậy thì chúng ta phải nên để ý những yếu tố như vậy. Thì giống như hiện tại bây giờ thì cũng không thể nói, Thùy Linh thường hay nói với lại khách hàng của mình là lúc nào cũng là thời điểm nào cũng là thời điểm tốt để cho người bán và cũng cho người mua. Nhưng mà tùy theo cái mục đích của quý vị, nếu quý vị đầu tư thì chúng ta phải tìm hiểu theo một cái cách khác. Mà chúng ta mua nhà để ở cho chính mình thì chúng ta sẽ nhìn với khía cạnh khác. Đúng, đúng, hay, rất là xúc tích vấn đề này. Dạ. Khán giả mình năm tuần này còn thêm những cái câu hỏi nào nữa. Dạ, tại vì hy vọng là khi mà Thùy Linh nói ra cái này thì không có ai bị heart attack. It's shocking news. Hôm nay thì GBTC rớt từ 1.600 xuống còn 19 đồng. Vậy xin anh Vũ giải thích thêm về vấn đề này. GBTC là cái index của Bitcoin. Cái thưa quý vị, hồi sáng tôi nhớ sáng sớm ra, thì tự nhiên 6:30 tôi thấy gần 20 cú điện thoại gọi tới tôi, mà toàn là khách của tôi thôi gọi tới, panic nhảy cả dựng lên. Anh ơi, tại sao mà GBTC từ 1.600 xuống còn có 19 đô la? Tôi nói vậy hả? Thì chắc thì cứ nhảy vô mua đi. Tại vì tôi cũng đang ba chó ba nhán luôn, không biết gì hết. Nhưng mà xin thưa quý vị, hôm nay GBTC nó split, có nghĩa là một cổ phiếu GBTC nó split ra thành 99, tức là trong cái account quý vị nó issue cho quý vị 99 cái cổ phiếu, cho nên quý vị phải log in vô cái stock account của quý vị coi, chứ đừng có coi Yahoo cái thấy tự nhiên cái giá 19 đồng giật mình nhảy cái dựng lên. Ok, GBTC là nó bữa nay nó là stock split là 99 cổ phiếu for one, 99 for one, có nghĩa là một cái cổ phiếu của quý vị nó sẽ cho quý vị thêm 99 cổ phiếu nữa thì thành 100 cái cổ phiếu even. Và nó lên đâu hình như là 10% bữa nay, 7-10% bữa nay. Cho nên tôi nghĩ bắt đầu đây là cái cơ hội mà mình có thể mua ít hơn. Tại giờ xưa quý vị mua đâu có ai bán mình một xe đâu, đúng không? Mình dưới một xe đâu được, mà mua một xe thích 1.600 một xe. Nó cho nên mình đâu có thể nào mà có nhiều người họ thích mua một xe mua ít hơn 1.600, họ muốn mua 800 đô thôi thì họ làm sao mà họ mua được nửa xe. Cho nên bây giờ nó phải split ra như vậy để mà quý vị có cơ hội bị mua theo cái tiêu chuẩn mà của những người đầu tư. Tại vì rất là nhiều quỹ đầu tư mà long thơm đó, của các em đó, các em nhỏ mà mấy em mà dưới vị thành niên đó, rồi cha mẹ ưa mua những cái account mở những tài khoản thì họ thích những cái cổ phiếu giống như này. Mỗi tháng họ mua 3 xe, 1 xe, 5 xe, họ set một cái hệ thống như vậy để đầu tư dài hạn. Cho nên họ nghĩ rằng nếu mà con họ cứ một tháng mua cho nó 3 xe Bitcoin index này, rồi cái một tháng mua ba cái rồi cứ tiếp tục hoài thì 20 năm sau nó sẽ trở thành triệu phú hoặc là tỷ phú, thưa quý vị. Đó là cái cách mà họ làm như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đây là cơ hội cho rất là nhiều người, và tôi cũng nghĩ rằng đây là cũng cơ hội cho rất là nhiều chúng ta. Nếu mà những người nào miss the first trend, hay là cái đà đầu tiên của Bitcoin là nó đi từ 10.000 đến 23.000 một Bitcoin, thì bây giờ cái pullback của nó là khoảng có 12.000, 11-12.000, thì tôi nghĩ rằng nó reflect cái vai giá trị của GBTC là 19 đô la. Cho nên quý vị bắt đầu đây là cái cơ hội, cái trend thứ hai. Nếu mà bước vào cái trend thứ hai này, mua thì có thể tôi nghĩ từ 30 ngày trở lại Bitcoin nó sẽ revisit lại cái high của nó. Technically là bắt buộc phải trở lại để mà thử lại cái giá cao của nó, xong rồi thì nó mới tính sao. Nhưng mà theo cái nhìn khách quan của tôi đó, thì sẽ không có chuyện mà không break được. Tại vì không, Bitcoin nó không có một cái fundamental value để mà mình nghĩ rằng nó là overvalue hay là undervalue. Cho nên nó tùy vào cái supply demand của thị trường, thưa quý vị. Người ta vẫn mua, nó vẫn lên. Nó không có một cái value gì hết. Tức là nó không có giống như là cái market cap của nó không có depend on cái revenue nó làm ra gì hết. Cho nên cái demand bao nhiêu nào nó bấy nhiêu thôi, nó đơn giản như vậy. Cho nên mà nó lại là limit supply. Cho nên ví dụ như vàng thì khác,
Vàng thì nó là unlimited supply, quý vị có thể đào vàng ở đâu ra có thì có unlimited supply. Cho nên cái giá nó at least còn control theo cái thị trường. Còn cái Bitcoin nó là mining mà không phải là mine theo kiểu mà đào cái hố ra được vàng. nó có một cái procedure, một cái hệ thống nó mà mine cái Bitcoin đó mà rất là khó để mine ra. Cho nên cái demand supply nó sẽ rất là tremendous. Cho nên quý vị nào cứ ignore cái flexibility, cái fluctuation của cái Bitcoin thì cứ accumulate nó thì khoảng cái giá này thì tôi nghĩ rằng 30 ngày, 40 ngày, 60 ngày nó sẽ trở lên lại và nó sẽ thử lại cái giá cao. Thì lúc đó quý vị quyết định là bán hoặc là giữ, đó là tùy thức mình, đó là cái cách mình làm như vậy bình thường. Wow. Vậy là tính ra là Bitcoin, stock của Bitcoin cũng đâu có rớt đâu đúng không anh? Nếu mà theo cách giải thích đúng của rồi. Anh vậy. Lên luôn chứ. Dạ đúng lên luôn. Luôn chứ. Dạ. Nếu mà mình nhân ra thì 1.600 mà chia cho 100 thì nó lên được một đồng mấy. Dạ. À, cho nên vậy là nó có nghĩa là lên khoảng 7% rồi ngày hôm nay. Cho nên quý vị nhớ rằng cái lên 7%, 10% nó không quan trọng đâu, nó không bao nhiêu đâu. Đối với một cái đối với Bitcoin nó một ngày lên 25% là một cái chuyện rất là bình thường. Wow. Cho nên không có phải là mình nghĩ ô nó lên 6-10% mình sợ quá, không phải. Cái đó mới có bắt đầu thôi quý vị. Nên thường thường khi mà Bitcoin mà nó đi hướng nào đi một hướng, thì nó xuống 25% nó tiếp tục xuống hoài đến khi nào mà nó thị trường không có chịu được nữa và không chịu bán nữa thì nó sẽ nằm ngay cái level đó rồi nó nhấp lên nhấp xuống đại khái gì đó thì mình biết là cái đó là cái bottom của nó trong cái ngắn hạn. Rồi thì nó từ đó nó đi lên. Thì trong cái ngắn hạn so far trong vòng 2 tuần nay đó thì tôi nghĩ rằng nó đã reach tới cái ngắn hạn short term để mà nó chuẩn bị một cái secondary rebound. Thì cái rebound này á nó lên bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà mình biết rằng nó sẽ chuẩn bị cho for rebound. Thì có thể rebound 45% hoặc là 30% mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ trong cái rebound này mình có thể make money rồi. Đó là cái quan trọng. Wow. Thì anh nghĩ là Bitcoin nó vẫn rất là còn hot trong thời gian dài sắp tới hay là sẽ chỉ được một thời gian ngắn nữa thôi. Bitcoin đó, theo rất là nhiều lúc mà nó lên đó, thì rất là nhiều người họ optimistic, họ nhảy vô và họ nói rằng nó sẽ lên tới 100.000 năm nay. Wow. Quý vị thấy không? Quý vị thấy 100.000 có nghĩa là khi mà nó lên ngày nào cũng lên 25%, đương nhiên mình nhân ra thì lên phải lên từ 10.000 nó lên tới 100.000 thì chuyện thường, ngày nào cũng lên 10%, 15%, 20% nó lên kiểu đó thì đương nhiên phải lên rồi. Nhưng mà nó có đó là cái linear progression, tức là mình lấy cái thước, mình lấy hai cái điểm mình vẽ một cái nó thẳng đà lên thì đương nhiên mình tính là cái projection nó ra tới 100.000. Nhưng mà họ quên rằng nó có cái correction riêng của nó. Nó có một cái thị trường riêng của nó mà cái correction mình phải đợi nó rất là heavy correction thì mới định được hai cái điểm. Tôi nghĩ nếu mà Bitcoin cao ít nhiều gì thì nó sẽ cross. Tôi thì không có tính cái giá mà nó đứng, tôi thì tính cái giá nó cross thôi. Nó có thể cross vào khoảng cỡ 50.000 được, chứ không được, không phải là không được. Nhưng mà khi nó cross 50.000 rồi quý vị có muốn bán hay không là chuyện của quý vị. Tại vì rất là nhiều người khi mà stock mình lúc mà mua thì sợ, nó xuống thì sợ, đúng không? Như Bitcoin mua lúc mua vô thì sợ, nhưng mà khi nó lên rồi thì lại tham không muốn bán. Lại đúng rồi. Nó thấy nó lên thì tham không bán, cho nên quý vị phải cẩn thận là tham sợ. Tham và sợ. Năm mới chúng ta sẽ khắc chế cái vấn đề tham và sợ. Không tham, không sợ, phơi phới thôi. Và đó là cái mà chúng ta cần phải làm, phải đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta phải biết khi nào, điểm nào nên dừng, điểm nào nên exit, đúng không? Đúng không rồi. Có nên be too greedy. Vậy thì quý vị, xin quý vị hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi chương trình Kim Tiền Sát Phạt của Thùy Linh và anh Vũ để theo dõi được thị trường và biết được những cách sát phạt của anh Vũ như thế nào thì quý vị có thể làm ra thật nhiều tiền lời. Và nếu quý vị có thắc mắc gì thì xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email trên màn hình. Và xin gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới.